Nam kính mời tất cả quý đại chúng cùng an toàn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Vu Lan Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng già, kính thưa quý đạo hữu trong hội đồng quản trị, hội đồng trị sự cùng toàn thể quý cụ, quý bác, quý Phật tử, cùng các em lớp học Việt ngữ thân thương của chùa Phật Âm. Hôm nay là ngày mà chùa Phật Âm trang trọng cử hành chương trình kỷ niệm Đại lễ Vu Lan mùa báo hiếu Phật lịch 2563. Toàn thể chư vị thiện nam tín nữ Phật tử vân tập về nơi đây để trải cái tấm lòng hiếu thảo của người con đối với cha, đối với mẹ, đối với ông bà, truyền thống một nền văn hóa đạo đức hiếu thảo của người dân Việt Nam. Kính thưa liệt quý vị, trong cuộc sống của con người, bất cứ một quốc gia nào, dân tộc nào, thì quốc gia và dân tộc đó cũng có một cái loại triết lý sống. Triết lý sống ấy, nó tự nhiên như không khí của mặt trời, nuôi lớn cỏ cây, vạn vật. Triết lý sống đó như ánh sáng mặt trời soi rọi trên trái đất này để nuôi lớn con người, hữu tình, vô tình, vạn vật. Triết lý ấy đã cho con người hít thở một không khí yêu thương để buồng phổi của con người chứa đầy tình yêu thương và lớn lên trong triết lý sống đó. Người con dân Việt Nam đã sống trong triết lý của đạo đức hiếu thảo mà 5.000 năm văn hiến qua, người con dân Việt Nam đã lớn lên từ cái mái nhà triết lý hiếu thảo đạo đức lễ nghi của con rồng cháu lạc. Và thứ triết lý ấy cũng đã nuôi lớn người Phật tử Việt Nam trên ngót dòng lịch sử 2.000 năm qua trên quê hương Việt Nam. Và ngày hôm nay, triết lý sống đó nó tồn tại trong tâm thức của con người và tất cả những người Phật tử đang ngồi trong ngôi chánh điện của chùa Phật Âm thân thương của chúng ta hôm nay. Kính thưa quý Phật tử, triết lý sống ấy cách nay gần 3.000 năm, thời Đức Thế Tôn còn tại thế, vì tinh thần hóa độ và cứu độ, Đức Thế Tôn đã giảng dạy cho tôn giả Đại Mục Kiền Liên trong cung cách của một người con muốn cứu mẹ hiền khổ đau đọa nơi tam đồ ác đạo đó. Và thứ triết lý sống ấy đã làm sống động đến tâm thức của tôn giả Đại Mục Kiền Liên nhân ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân, ngày giải đạo huyền, ngày chư tăng tự tứ, ngày Phật hoan hỷ. Mà ngày hôm nay quý đạo hữu đã nhớ được những ý nghĩa của rằm tháng 7 để rồi văn tập về ở nơi đây. Mà suốt một tuần lễ từ ngày thứ hai cho đến hôm nay là ngày Chủ nhật,
chư tôn đức tăng già đã văn tập về đạo tràng chùa Phật Ân để làm lễ yết ma kiếp giới tự an cư. Và hồi sáng hôm nay chư tăng cũng đã văn tập về ngôi chánh điện này để làm lễ kiết yết ma tự tư. Vậy thì thứ triết lý sống ấy trải qua gần 3.000 năm, tôn giả Đại Mục Kiền Liên đã cứu mẹ của mình ở nơi chốn u đồ được thác sinh làm thiện sư. Và thứ triết lý ấy ngày hôm nay sống trong tâm thức của con người dân Việt Nam là triết lý hiếu thảo của người con đối với cha mẹ. Vậy thì khi nói đến hiếu thảo là chúng ta trong vai trò của người con cần phải ý thức và hiểu được rằng cái công cha của mình nuôi mình lớn, công mẹ của mình cho mình ăn, cho mình ngủ và ru mình để mình được trưởng thành, được lớn khôn trong lời ru của mẹ, trong cái nghĩa, cái công ơn của cha. Mà tất cả quý đạo hữu ngồi trong ngôi chánh điện này, chúng tôi biết được rằng ai cũng có cha và ai cũng có mẹ. Không ai là người không có cha và không ai là người không có mẹ. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta có được cái thân này là nhờ công cha nghĩa mẹ. Vậy thì nhờ công cha và nghĩa mẹ mà chúng ta có được cái thân này. Vậy thì cầu mong rằng ngày hôm nay là ngày mà của những người con hãy nói lên cái tinh thần hiếu thảo của cha và của mẹ mình. Mà quý đạo hữu đã nghe một lời nhạc: nếu ai còn mẹ thì xin đừng làm mẹ buồn, nếu ai còn mẹ thì xin đừng làm mẹ khóc. Quý đạo hữu thuộc bài nhạc đó không? Dạ. Nếu ai là người có cha, nếu ai là người có mẹ thì xin đừng làm mẹ buồn và cũng xin đừng làm mẹ khóc. Nói như thế đó có nghĩa là ai cũng có cha và ai cũng có mẹ, cho nên chúng ta không được quyền làm cho cha của mẹ, cho cha của mình buồn, cho mẹ của mình khóc. Mà khi chúng ta không làm mẹ mình buồn, cha mình khóc thì đó là một phần để trả hiếu cho cha, trả hiếu cho mẹ. Nói đến hai chữ hiếu thảo từ nơi cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam đi vào cái nền văn hóa giác ngộ của Phật giáo Việt Nam, kính thưa quý đạo hữu, nó rất là nhiều. Nhưng chúng tôi chỉ tóm tắt ở nơi đây là làm con là phải biết vâng lời cha mẹ, làm con là phải sống một cách chân thành với cha, chân thành với mẹ, dù rằng ngày mà chúng ta còn nằm trong đôi tay của mẹ để nghe lời ru của mẹ mà lớn mà khôn. Chứ để rồi một ngày mai kia sữa mẹ mất rồi, lòng con đói mãi, biết nhờ ai ngày la đêm nhắc, biết cậy ai sớm dắt tối dìu. Thì tới chừng đó mẹ không còn, cha không còn nữa, thì chúng ta có muốn trả hiếu cho cha, trả hiếu cho mẹ, kính thưa quý đạo hữu, cũng đã trễ rồi. Cho nên quý đạo hữu đã nghe, hạnh phúc thay cho những người còn cha, hạnh phúc thay cho những người còn mẹ. Ngày hôm nay quý đạo hữu còn cha còn mẹ, hãy đem cái tình thương yêu hiếu thảo đó mà nói với cha của mình, mà nói với mẹ của mình: mẹ ơi, cha ơi, có biết không? Cha mẹ hỏi biết gì con? Dạ biết, là biết là con thương cha mẹ không? Mà ngày hôm nay quý đạo hữu đã cài đến ngực mình một đóa hồng tươi, cài lên ngực mình một đóa hồng trắng, để rồi từ chỗ đó chúng ta nhìn trên cái đóa hồng tươi đó, đóa hồng trắng đó, chúng ta biết được rằng ai là người còn cha, ai là người còn mẹ, và ai là người đã mất mẹ, và ai là người đã mất cha. Để rồi dù mất cha hay dù còn mẹ, chúng ta vẫn thể hiện cái tấm lòng hiếu thảo như lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn. Mà lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn đó là một triết lý sống để nuôi lớn con người trong cuộc đời này. Nếu có người sống trong cuộc đời này mà không có một thứ triết lý sống đó thì con người không thể lớn khôn như ánh nắng mặt trời nuôi lớn vạn vật, như không khí nuôi lớn tất cả các loài thảo mộc hữu tình vô tình trên mặt đất.
thứ triết lý đó là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cái tâm có hiếu, có thảo, có ngay đối với cha, đối với mẹ của mình, đó là cái tâm của chư Phật. Và cái lòng hiếu thảo, cái việc làm hiếu thảo của chư Phật là cái lòng hiếu thảo mà người con đã thể hiện cái tấm lòng thương yêu nơi cha, thương yêu nơi mẹ, để mà có đạo đức lễ nghi với ông bà tổ tiên ngàn đời quy kinh. Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, hai tay phụ mẫu sanh ngã, cù lao dục báo thâm âm hiệu thiên vọng cực. Cha sanh ta, mẹ nuôi ta, than ôi cha mẹ nuôi ta khó nhọc. Thưa quý đạo hữu, cha mẹ nuôi con có khó nhọc không? Ngày hôm nay chúng ta sống nơi quê hương này, có thể về đời sống vật chất nó đầy đủ hơn trên quê hương Việt Nam của chúng ta của nhiều nhiều thập niên và thập kỷ về trước. Nhưng mà nếu chúng ta sống vào trong những thời gian thập niên và thập kỷ về trước trên quê hương Việt Nam của chúng ta, tay lắm chân bùn để cha nuôi lớn đàn con 10 đứa, tay lắm chân bùn để mẹ nuôi lớn đàn con 5 đứa, thì quả thật rằng nuôi lớn đàn con 5 đứa, nuôi lớn đàn con 10 đứa không phải dễ dàng như ở nơi đây. Làm như thế nào để mẹ có gạo, làm như thế nào để mẹ có cơm, làm như thế nào để mẹ có khoai lang, có mẹ khoai từ, có bắp để mà nuôi đàn con 5 đứa, 9 đứa của ngày hôm đó. Mà ai trong chúng ta sống vào trong những thập niên đó thì đều biết được cái sự tạo tầng hôn số nuôi con. Mà ngày hôm nay chúng ta sống trên quê hương này, quả thật rằng chúng ta có phước duyên dữ lắm, chúng ta không phải khổ cực vất vả như là trên quê hương Việt Nam, ở nơi những miền quê xa xôi hẻo lắm, cày sâu cuốc bặm để cầu mong ngày đó có gạo, ngày đó có cơm, ngày đó có khoai, ngày đó có sắn mà nuôi con, nuôi cháu. Cho nên từ chỗ đó, mà dù cho chúng ta sống ở đây đây hay nhiều thập niên và nhiều thập kỷ về trước trên quê hương Việt Nam của chúng ta, thì sự sống của người con, tình yêu thương của mẹ vẫn tiêu biểu một cái triết lý sống động. Mà triết lý đó dù trong quá khứ, dù trong hiện tại hay dù trong tương lai, thứ triết lý sống đó vẫn luôn luôn cưu mang trong tâm thức của một con người để đền ơn đáp nghĩa. Cho nên chúng ta đã nghe nền văn hóa của dân tộc Việt Nam nói: đêm đêm thắp ngọn đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Hay chiều chiều ra đứng ngõ sau, nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều. Kính thưa quý đạo hữu, ai trong chúng ta là người mà không biết thương yêu cha, không biết thương yêu mẹ? Có nghĩa là chúng ta đánh mất cái triết lý sống đó. Mà ngày nào chúng ta còn suy tư, nghiền ngẫm một thứ triết lý sống động để nuôi lớn tình người, thì ngày đó chúng ta còn biết thương cha và chúng ta còn biết thương mẹ. Ngày hôm nay là ngày mà chùa Phật Ân làm lễ Vu Lan để nhắc nhở những người con của mẹ, những người con của cha quỳ trước ngôi chánh điện và thương mẹ, con thương mẹ, thương cha, con thương cha. Từ lời nói ấy, trong buổi thuyết giảng hôm nay, trân trọng kính mời toàn thể chư vị thiện nam tín nữ Phật tử, là những bậc cha, là những bậc mẹ, là những người con hiếu thảo, lắng lòng thanh tịnh một phút để tưởng niệm ân đức sinh thành của cha và của mẹ cao như núi cao và rộng như biển cả trong giờ phút nhiệm màu này. Trân trọng kính mời quý đạo hữu hãy lắng lòng một phút để tưởng nhớ đến tình thương yêu của cha và tình thương yêu của mẹ.
một phút trôi qua, hình bóng của mẹ lại hiện về trong tâm thức của con. Hình ảnh thân thương của cha đã hiện về trong tâm thức của con. Nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh này, kính bạch Đức Thế Tôn, con nguyện mãi mãi là những người con hiếu thảo của mẹ. Con nguyện mãi mãi là người con hiếu thảo của cha, để không bao giờ làm cha phải buồn, và để không bao giờ làm cha phải khóc. Khi xưa nghe mẹ thở dài, băng quơ chẳng hỏi vì ai mẹ sầu. Bây giờ mẹ có còn đâu, chẳng nghe tiếng thở, cũng đau nát lòng. Tưởng niệm lại hình bóng đó, nhớ lại hình bóng ấy, mà cha của mình một nắng hai sương, mẹ của mình kéo kịt trên đôi vai, để tạo tầm vô số. Rất là may mắn thay, ngày hôm nay chúng ta đang sống với một đời sống văn minh tiến bộ của loài người trên quê hương Tây Phương này. Chúng ta không còn kéo kịt trên vai, đôi gánh bán bưng. Chúng ta không còn săn quần nơi đồi gối để cuốc đất cày sâu cuốc bặm. Như thời xa xưa, thời mà tổ tiên ông bà của chúng ta đã sống. Vậy thì chúng tôi cầu mong rằng nhân mùa Vu Lan báo hiếu này, một lần nữa là thời gian để nghĩ tưởng đến cái ân đức cao dày của cha của mình, của mẹ của mình. Mà ân đức cao dày đó quý đạo hữu đã biết, lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Chỉ bấy nhiêu lời nói đơn giản vắn tắt, nhưng đã chứa đựng bao nhiêu triết lý sống hiếu thảo của người con trong đó. Nếu người con có hiếu có thảo với cha với mẹ mới là con của cha, con của mẹ. Còn nếu người con không có hiếu với cha, không có hiếu với mẹ thì không phải là người con của cha, không phải là người con của mẹ. Chân thành kính nhắn nhủ đến những người con trong ngày lễ viếng, trong ngày lễ Vu Lan ngày hôm nay. Nếu từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ đến công ơn của cha, công ơn của mẹ, thì ngay trong giờ phút này hãy ôm mẹ vào lòng, hãy ôm cha vào lòng, để thể hiện tấm lòng hiếu thảo đó. Nếu không, sẽ không còn có thời gian. Nếu không, để không còn có cơ hội để chúng ta như các bậc tổ đức đã dạy: mộc dục tịnh nhi, phong bất định, tự dục dưỡng nhi, thâm bất tài. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người con muốn đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha, dưỡng dục của mẹ đã trễ rồi. Bởi vì cha như cánh hạc bay cao, như đường huyền vội tắt, mẹ như thời gian trôi qua không còn kéo lại được nữa. Chân thành kính cảm ơn toàn thể quý vị nam nữ cư sĩ Phật tử đã nhớ, đã tưởng, đã niệm ngày lễ Vu Lan của chùa Phật Ân
để chúng ta cùng về quây quần ở nơi đây, tay bắt mặt mừng thăm hỏi: này mẹ thương yêu của con, này cha quý kính của con. Để rồi cái triết lý sống đó luôn sống trong dòng máu, trong trái tim, trong tế bào, trong hơi thở của con suốt một quãng đời còn lại. Cha yêu thương, mẹ quý kính, thành tâm kính đảnh lễ hai bậc sinh thành. Trân trọng kính cảm ơn toàn thể liệu quý vị. Nguyện đêm long đừng này hướng về thăm tất cả đều.